People's Republic. 全部念 那个V,然后那几页,主播 Năm nay 23 tuổi và cô đang học ngành âm nhạc. Cô muốn trở thành một người giáo viên âm nhạc. Một niềm vui rất lớn dành cho những người dân Trung Quốc. Một lần nữa chúng ta cùng dành những tràng pháo tay cho Hoa hậu thế giới năm 2012. Đại diện đến từ Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật trực tiếp game chung kết cuộc thi hậu thế giới năm 2012 của chúng tôi xin tạm dừng tại đây.